đây. Chào mừng các bạn đến với kênh Bibo TV. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Gấu con được thưởng. Cùng mình nghe câu chuyện này nha. Ở một ngôi nhà nọ, có ra một gia đình nhà gấu gồm 3 thành viên: gấu bố, gấu mẹ và gấu con. Gấu bố đang được gấu mẹ kể thành tích của gấu con. Gấu bố à, gấu mẹ, gấu con dạo này thông minh và nhanh nhẹn lắm nhé. Thế á, thế gấu con được thông minh nhanh nhẹn như thế nào? Bà kể tôi nghe xem nào. À, ở trường, gấu con được cô khen là rất chịu khó ăn cơm, thức ăn và hoa quả. Cô khen gấu con là A, to béo khỏe mạnh, không bị còi xương suy dinh dưỡng giống các bạn đấy. Ồ, vậy á, thế là phải thưởng cho gấu con của bố rồi. Còn nữa nhé, gấu bố biết không, còn rất là lễ phép này với các cô giáo, lại còn chơi thân thiện với các bạn nữa đấy. Wow, con trai của bố thật là tuyệt vời đấy. Hi hi, bố khen vậy làm con ngượng quá, con không dám đâu. Có gì đâu con trai, được rồi, thế này thì nhân một ngày đặc biệt sắp tới, bố sẽ có món quà thật đặc biệt để tặng cho con đấy. Vậy hả bố, món quà gì thế? Bí mật con ạ. Hôm nay là ngày sinh nhật của gấu con, gấu bố đã chuẩn bị một món quà đặc biệt mà nói về gấu con. Đó là một chiếc xe đạp màu đỏ thật xinh xắn và dễ thương, gấu bố mua và mang về cho gấu con. Gấu con ơi. Dạ, bố gọi con ạ. Con ra xem bố có quà gì tặng con này. Wow, wow, một chiếc xe đạp, thích thế. Sao bố lại tặng con vậy? Ôi, con trai của bố quên hôm nay là ngày gì rồi à? Ngày gì hả bố? Ngày sinh nhật của cún con của bố đấy. Úi, con quên mất. Con cảm ơn bố nhiều nhé. Cậu con được bố cho quà nên thích lắm. Hôm sau cậu con dậy và ăn cơm xong rồi chú đạp luôn xe đạp đấy. Đạp luôn chiếc xe đạp đấy để đi học luôn. Wow, đi cái xe đạp này thích tê nhở. Uầy, thích ơi là thích kỵ. Khi gấu con đến trường, các bạn gấu đều nhìn thấy và ai cũng sửa xuống lại quanh gấu để muốn mượn chiếc xe đạp của gấu. Uầy, cậu có xe đạp gì đẹp thế, cho tớ đi thử một vòng được không? Vòi lại gần hỏi gấu. Ôi thôi đi, cậu to béo thế, ngồi lên xe của tớ thì hỏng mất xe tớ à. Xe của tớ đang bị non hơi đấy. Thế là gấu con cứ thế đạp đi, rồi ta đứng tiêu nghỉu ở đấy. Nhưng đang đi, tự nhiên xe của gấu bị hỏng, gấu không thể nào mà đạp được nữa. Gấu cứ loay hoay mãi xem tại sao xe không đi được nữa. Thì voi chạy lại gần. Xe cậu bị làm sao vậy? Mình cũng không biết nữa, xe mình tự nhiên không đi được nữa. Vậy à, thế để mình sửa giúp nhá. Vòi xe một lúc. À, xe cậu bị non hơi đấy, để tớ giúp cậu bơm hơi lên nhá. Vòi cắm cái vòi của mình vào thổi một hơi, thế là lốp xe của gấu căng luôn. Đấy, được rồi đấy, bây giờ cậu thử đi đi xem đã được chưa. Gấu con cảm động lắm, liền nói với bạn: mình xin lỗi bạn nhé, mình xấu bụng quá, mình không cho bạn mượn xe vậy mà bạn vẫn giúp mình sửa xe. Không có gì đâu, bạn cứ đi đi. Thôi, bây giờ bạn lấy xe của mình đi đi, lát nữa mình đi sau cũng được. Vậy á, cậu cho tớ mượn xe à? Tớ cảm ơn nhá. Thế là voi con được gấu cho mượn xe. Voi thích lắm, voi treo lên xe và đạp ngoáy đi luôn. Gấu cũng đi theo sát, sợ nhỡ bạn mình ngã. Thế là hai bạn gấu và voi chơi với nhau rất thân và không còn giận hờn nhau nữa. Bạn gấu cũng không còn ích kỷ mà không cho voi mượn xe nữa. Các bạn thấy câu chuyện gấu con được thưởng của mình có hay không nào? Các bạn thấy đó, khi mà chúng mình có cái gì đồ chơi mới hay là bất cứ cái gì mới, hãy cùng chơi cùng với bạn bè của mình sẽ vui hơn nhiều đúng không nào? Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Hãy cùng theo dõi trên kênh Bibo TV của mình để được nghe một thế giới chuyện thật là bổ ích và lý thú nha.